Anh mơ sương, giúp em phá những chiến thuật của team địch. 4 đầu xì mạnh đầu game và 1 AD làm thế nào để win trận đấu đó? À, gì à? Hay quá anh ơi, làm thêm clip phá chiến thuật 3 tanker đi chống xạ thủ công nhai đi anh. Đánh mãi mà không chết. Thực sự là chiến thuật này nói chung là nó rất là khó chịu đúng không các bạn? Và thằng nghèo nó cũng đồng tình quan điểm đấy. Là thực sự khi chúng ta gặp những trận đấu như thế này nó rất khó chịu. Nhưng thực sự là các bạn đều hiểu rằng để mà làm một clip nó có cái nội dung EC 100% các bạn ấy thì nó rất là khó. Cho nên mình sẽ dành tặng các bạn và bật mí và dành tặng các bạn một vị tướng có thể đài phá được những cái chiến thuật này đây đã. Thì để phá chiến thuật này như thế nào thì mời các bạn hãy cùng mình xem như thế nào. Let's go. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Thì như các bạn đã biết rằng thì các bạn đã comment những cái chiến thuật của team địch rất nhiều. Và ngày hôm nay thì mình đáp lại cái một cái chiến thuật rằng là kiểu khi mà team địch sở hữu những cái vị tướng sát thủ hoặc là đấu sĩ, hoặc là một cái dàn tánh cơ rất trâu, khi mà sở hữu 2 đến 3 vị tướng sát thủ đấu sĩ tánh cơ thì chúng ta sẽ khắc chế như thế nào. Và mình khẳng định tất cả các bạn, Hayate là một vị tướng các bạn không nên bỏ qua, bởi vì đây là một chất tướng nó có thể là đánh rất tốt với một cái meta hoặc là với một cái team nó có tánh cơ đấu sĩ rất là nhiều ở trong một trận đấu đó. Thì trong một trận đấu ngày hôm nay thì đây là một clip chỉ là minh họa các bạn nhé, chứ không phải là nhiều người còn coi clip rồi mà còn kiểu có một cái gì đấy nó rất là sân xí các bạn ạ. Mình chỉ làm một clip hướng dẫn để cho tất cả các bạn chơi bằng những trận đấu các bạn thôi. Chứ các bạn làm sao mà có thể vào được 100% trận đấu của mình như thế này được. Đấy các bạn có đúng không? Thì cho nên là một clip của mình minh họa thì sẽ dần đến các bạn sẽ chơi được những clip của tất cả các bạn. Quan trọng nhất là những cái cơ bản mình truyền đạt cho tất cả các bạn. Hãy ra té là một vị tướng xạ thủ có thể đi được bên đường kính công, nó hoàn hảo nhất trong tất cả các loại vị xạ thủ khác. Nói như vậy không phải đương nhiên rằng là các bạn có thể phản bác rằng là đấy cầm con Phoenix đi đường kính công được chứ ông này nói vơ vẩn. Bất kể vị tướng nào các bạn thích đi cái đường nào được, nhưng để nói hoàn hảo nhất thì mình khẳng định đó vị tướng Hayate các bạn nhé. Nhờ đến sát thương chuẩn nội tài của nó, nhờ đến những bù combo và các bạn nhớ rằng nó sử dụng cái tốc độ chạy khá tốt và cái sự cơ động của nó thì nó có thể đối đầu với bất kỳ mọi vị tướng có thể được kinh công này. Và các bạn đều biết rồi, Hayate cách thức chơi như nào thì mình không cần phải hướng dẫn các bạn nhiều. Nhưng cái giai đoạn đầu game, Hayate nó rất quan trọng về cái việc đi farm khi mình lên cho nó một cái dây tốc độ đánh đầu tiên. Và chúng ta sẽ ưu tiên thêm một cái nửa mảnh ghép của một nửa cái tốc độ đánh của 1-2 video lớn. Thì đó là cái khoảng thời gian tốt nhất của Hayate nó đi combat các bạn nhé. Và cách chơi của Hayate ở đường kinh công này, chúng ta sẽ đẩy đường thật nhanh và chúng ta sẽ áp sát vào rừng của nó. Như các bạn đã biết, trong 5 cái đường chỉ có đường rừng và đường kinh công có thể đánh được lối đánh áp sát vào rừng của nó để chơi. Chẳng hạn mình thường xuyên ghé thăm khu rừng của nó thì không biết thằng nào có bắt ngủ ở đấy không. Nhưng nếu có ở đấy thì mình chắc chắn có thể chủ động bắt rồi. Đây, từ từ chữa bán này. Rồi ok, anh em là thấy một pha combo của mình chưa? Đấy, mình sẽ giải thích rằng bắt buộc các bạn chơi Hayate quan trọng nhất khi các bạn sử dụng chữa bán rằng là các bạn phải đánh thương hoặc là các bạn sẽ xả chữa một trùng nó đến tầm 3 lần trở lên thì các bạn mới được phép nhá, mới được phép sử dụng chữa bán nhá. Khi các bạn chơi Hayate các bạn phải quan trọng nhất cho mình cái vấn đề đấy. Nhiều bạn sử dụng chữa bán trước này không có đáp đấy, chơi luôn. Đấy, mình sẽ giữ vị trí khoảng cách rất tốt. Đây rồi, chữa một để chết các bạn nhá. Hai mà và nó rất thọt. Đây là một trận đấu Nagaroth thôi, nhưng mình khẳng định các bạn khi gặp Florentino, Richter hay các vị tướng tánh cơ đi đường cái công mẹ Hayate thì Hayate chỉ có hoa hoặc win. Chỉ có hoa đường hoặc win các bạn nhé, không bao giờ có thua đường đâu. Nhưng khi các bạn gặp những trận đấu hoa đường thì chúng ta cùng sẽ vẫn chơi cái chiến thuật là đi vào rừng của nó nhé. Thứ nhất thì làm gì ạ? Nếu các bạn không cướp được rừng nó thì chúng ta cũng sẽ gây một cái áp lực rất là quan trọng lên thằng rừng của nó. Đấy, chúng ta sẽ gây áp lực và ăn được mảng thì càng tốt. Cho nên cái lối chơi quan trọng nhất khi cầm Hayate đi đường ấy thì các bạn sẽ phải tập trung farm quái đầy quái cá và chúng ta sẽ vào rừng nó. Chỉ có hai đường duy nhất có thể vào rừng của nó gây áp lực, đó chỉ là đường rừng và đường kinh công. Cho nên là con Hayate là một cái sự lựa chọn nó rất là tuyệt vời, mà mình khẳng định các bạn nó xíu tuyệt vời luôn. Với một cái đội hình mà khi nào nên pick Hayate đi đường kinh công? À, đấy là một cái câu hỏi rất là quan trọng. Thứ nhất, Hayate nó chỉ đi tốt với những cái vị tướng tay ngắn. Các bạn nhá, chỉ đi tốt những vị tướng tay ngắn thôi. Đương nhiên rằng Hayate nó sẽ
Nói chung là đi về những vị tướng tay ra nó không hiệu quả lắm. Không phải là không đi được, nhưng không hiệu quả lắm, các bạn cân nhắc cho mình nhé. Chứ không như bạn thật nhiều, rất có nhiều bạn sân si nhé. Hướng dẫn cho các bạn những clip rất là tần tấm, rất là nhiệt tình thôi, vẫn nhiều bạn vẫn có sói. Nói chung là không ai hoàn hảo cả, mình không bao giờ khi nào cũng đúng hết. Cho nên nhiều bạn, ôi sân si từ từ, cái fan combat này từ, chưa được, 1, 2, 3, rồi chưa 3 luôn. Đây rồi, đây, quá đẹp, hai mà. Ôi Nakaroth từ từ bình tĩnh rồi xong. Rồi chưa một mình có tốc biến nha. Apply rồi, chưa một. Ôi thằng này chạy rồi từ, trong bụi không ha, từ bình tĩnh đấy các bạn thấy chưa? Đấy là một cách đối đầu với Nakaroth, bởi vì mình thừa hiểu. Mình là một người chơi Nakaroth, mình thừa biết thằng Nakaroth vào bụi nó sẽ làm gì cái phá đấy. Chắc chắn nó sẽ sàng chưa ba rồi. Các bạn nào còn nhớ clip ngày hôm qua ấy, thì là cá phê ni nó đã bị mắc một cái lỗi ấy, là khi thằng Nakaroth, khi bản thân mình vào bụi ấy, thằng cá phê ni nó rệt mình. Các bạn nào còn nhớ cái tình huống ngày hôm qua không? Đấy, ăn như chưa ba Nakaroth là bị áo phải lấy ngay. Đấy, cho nên các bạn không bao giờ được rệt vào bụi nhé, phải giữ khoảng cách. Đấy, rồi, đó là một cái mà các bạn nên nhớ cho mình là như vậy. Đấy rồi, chứ một cái chết đủ đắng rất là mạnh các bạn nhé. Nó siêu mạnh luôn. Đấy, thì mình xin nhắc lại một chút là các bạn là Hayate nên xuất hiện ở trong những cái team địch có những cái vị tướng nào là tốt nhất. Từ từ, thằng Nakaroth trong này còn chơi mình hay quá, mày mà nồi nắng, rất tuyệt vời. Đó là khi team địch sở hữu 2-3 vị tướng tay ngắn, hoặc team địch nó có sở hữu rất nhiều vị tướng tay cơ. Và mình có đọc comment của tất cả các bạn hôm qua là anh ơi, cách phá chiến thuật của team địch khi team địch sở hữu rất nhiều tay cơ thì nó sẽ phá như nào. Đơn giản thôi, khi team địch có sở hữu quá nhiều vị tướng chống chịu thì đó là cái chất tướng đó, chất tướng nó đã chống chịu đó. Chỉ có một cái phá duy nhất là chúng ta cầm những cái vị tướng đè lại. Các bạn hiểu ạ? Chúng ta sẽ chơi khắc chế những vị tướng đè lại. Chẳng hạn như team thì có Arum, có các vị tướng tánh cớ. Nếu các bạn mà cầm con gì nhỉ? Các bạn mà cầm con Văn He Yến thì các bạn, mình nói thật, các bạn nắm thằng nó đừng cho các bạn phía từ đấy đến ngay mái, không bao giờ hết. Đấy, cho nên là đó là một cái chiến thuật về chất tướng. Cho nên chúng ta sẽ đối đáp lại chiến thuật của team địch là chúng ta sẽ pick lại chất tướng của nó. Chứ không thể nào các bạn nói là anh ơi, team địch 5 tên cơ, anh cầm em con Văn He cầm em con Văn He Yến này, anh đi anh quật thôi em, cái đó chịu em ạ, cái đấy chịu. Bởi vì team địch đã chơi chiến thuật chất tướng rồi thì chúng ta sẽ chơi lại chiến thuật chất tướng với nó. Nếu team địch chơi chiến thuật bằng cái kỹ năng ấy thì chúng ta sẽ đối đáp với nó bằng cái kỹ năng đấy, chứ không phải là cái chiến thuật nào cũng sẽ đáp lại, nó phải phù hợp với những chiến thuật đấy. Cho nên là khi team địch sở hữu nhiều tánh cơ, nhiều CC và nhiều vị tướng tay ngắn, 2 trở lên nhá, 2 vị tướng trở lên nhá. Chứ không, anh ơi, em thấy team địch có một thằng tay ngắn em pick Hayate, 4 thằng nó tay dài, nó đấm em không được bắt nào. Mà em nghe anh mơ sướng nói là khi nào team địch nó sở hữu tay ngắn thì nên pick Hayate. Này, phải 2 vị tướng trở lên em nhá, chứ không được phản bác như vậy nó chết anh đấy. Đấy, 2 vị tướng trở lên thì chúng ta nên pick Hayate tốc biến. Đấy, ngon quá các bạn ơi. Rồi, qua đã kêu. Mega kêu đâu rồi thằng Natalia đâu rồi? Natalia ơi. Đâu rồi? Quá đã kêu anh em ơi. Đấy, cho nên là mình khẳng định các bạn là Hayate là một vị tướng nó có thể là đối đáp là chiến thuật đấy, rất là tuyệt vời. Ok. Ô, Mega kêu. Không được tỉnh anh em ạ. Ôi, tiếc thế ta. Không được tỉnh Mega kêu bạn này này. À, được, được Mega kêu nhá. Mega kêu. Được ăn Mega kêu rồi. Mega kêu này dành tặng cho anh em một những anh em thân thiết của mưa sương nhá, những anh em xem mưa sương. Ôi đây dính hay. Ôi hai mega kill, hai mega kill một lúc không thể tin nổi. Đấy là chưa ba mega kill. Ôi ôi, cái pha này thằng gió nó túc biển nó lui ra xa quá các bạn ơi. Đấy, anh em thấy chưa, mình dành tặng anh em 2 mega kill của một lúc đấy. Hầu như những cái clip nào của mình làm ấy thì 10 cái thì ít nhất phải tầm khoảng vài cái là có mega kill dành tặng anh em rồi, rất là mãn nhãn. Này thì nay mà không lái không comment được thì buồn cực kỳ luôn. Ok anh em nhá, cường lao Nakaroth đáp lại mọi chiến thuật các bạn nhá. Anh em đừng quên rằng hãy comment những cái chiến thuật của team địch nó cực kỳ khó chịu. Chẳng hạn như là anh ơi em gặp chiến thuật team địch nó ép như thế này, hay là A, B, C, D em không thể đánh được, thì hãy comment ở đây. Cường lao Nakaroth sẽ hướng dẫn anh em cách phá những chiến thuật chỉ có tại kênh Mơ Sướng Channel. Và đừng quên rằng nếu anh em không cho mình một like thì đó là những cái động lực cho các bạn nhé. Nhiều khi tấm huyết các bạn phải làm một clip các bạn nhé, là nó phải xảy ra cái tình huống đấy thì mới làm được. Nó khó vãi đây thật các bạn ạ. Làm thế nào, ví dụ nhé, clip ngày hôm nay
đấy, bên Việt Nam mình dám cải clip trận nào mình nhưng mà thực sự là một trận thì nó lại không có tay ngắn, một trận như thế ra thì không thể làm như thế nào để phù hợp được cái comment của bạn. Cho nên để làm một clip này nó rất là lâu, và thậm chí mình làm cả ngày để mới phù hợp được một cái nội dung này đấy. Chứ không phải dễ đâu anh em, nó không hề dễ đâu. Để làm được một clip mà nó phù hợp với nội dung anh em yêu cầu nó rất là khó. Cho nên cái việc mà anh em một ngày mình bỏ ra thời gian để làm một clip, anh em thì bỏ đúng 0.1 giây để anh em thích được anh em. Chỉ 0.1 giây anh em ạ. Nó đánh đổi rất là ghê gớm luôn. Nó đánh đổi quá cao, nó quá ác ấy. Thực sự là một ngày mà được một clip mà các bạn chỉ mất 0.1 giây để các bạn lái. Đấy, nó quá là đánh đổi. Cho nên các bạn nào mà nở xem clip này rồi thì đừng bao giờ là bỏ quá cái nút like, nút comment nhé. Đấy, nên các bạn hãy đưa ra cho mình cái chiến thuật, mình sẽ phá những cái chiến thuật đó cho tất cả anh em. Còn bây giờ thì mình nghỉ clip đến đây đã kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này. Và xin chúc tất cả các bạn những gì tuyệt vời nhất tất cả các bạn ơi. Mà yêu, bye bye. Do I love the touch, but never love the feeling?